Tuấn xin tái ngộ với quý vị khán thính giả trong chương trình Tìm Người Thân được phát sóng mỗi tuần trong ngày hôm nay. Sáng nay thì Tuấn cũng đã vừa gặp với quý vị trong chương trình tin tức tổng hợp cùng với anh Hoàng Trọng Thụy, và cũng dường như là đã hẹn thì 11 giờ trưa ngày thứ năm mỗi ngày trong tuần quý vị nha, 11 giờ sáng tới 12 giờ trưa là chương trình hoàn toàn trực tiếp từ studio của Leader Sài Gòn TV Nam California để đưa tới quý vị chương trình Tìm Người Thân ngày hôm nay. Tìm Người Thân là một chương trình hoàn toàn miễn phí, giúp cho quý vị khán thính giả có một phương tiện, có một cơ hội để quý vị có thể tìm lại được những người thân mà quý vị đã mất liên lạc hoặc là những người mất tích trong chiến tranh. Cho tới thời điểm ngay hiện tại bây giờ, hôm nay là 23 tháng 3 thì quý vị cũng đã có thể thấy rằng 24 tháng 3 thì quý vị có thể thấy rằng tròn một năm chương trình Tìm Người Thân đã phát sóng định kỳ 52 tuần liên tục với quý vị khán thính giả. Và cũng giống như là mỗi 52 tuần như vậy thì không có một giờ, một giây phút nào mà không có quý vị gọi vào. Đó là một nguồn động lực to lớn và chứng tỏ là nhu cầu của quý vị tìm người thân đang rất là nhiều. Đây là chương trình hoàn toàn miễn phí, bởi vậy nên quý vị đừng ngại ngùng để gọi vào chương trình. Ngoài ra thì chúng tôi còn tiếp nhận những email của quý vị khán thính giả, cũng như là những gì mà quý vị có thể gửi cho chúng tôi thư tay hoặc đến thẳng đài gặp chúng tôi sẽ giúp đỡ quý vị trong các trường hợp đó. Cũng xin cảm ơn tới những nhà bảo trợ đã bảo trợ trong chương trình này, không cần phải mời gọi hay giới thiệu. Chúng tôi đã nhận thấy có rất nhiều quý vị khán thính giả đã gọi vào trên đường live và chúng tôi xin được tiếp chuyện với các vị khán thính giả. Đây là chương trình Tìm Người Thân, anh Tuấn xin chào quý vị. Alo, chào anh. Dạ. Tôi tên là Hùng, tôi ở thành phố Cần Thơ. Tôi muốn tìm người thân của tôi là bác tôi. Dạ. Tên là Lê Văn Hào. Dạ vâng. Đi từ ngoài Hà Nội vào Sài Gòn năm 1950. Dạ. Dạ vâng. Năm 1952 thì bác có gửi thư ra là đã có hai đứa con trai và đã có một cái cơ sở làm ăn, tức là cho đã có 20 cái xe kéo tay ấy. Wow. Thời năm 50 đấy. Dạ. Để kéo tay ấy để đi kéo ông chủ ấy cho mướn. Dạ. Mà bác ấy nói gửi thư về là bác ấy ở Sài Gòn Đà Lạt. Dạ. Họ hàng nhà thì là bác ấy là tên là Lê Văn Hào. Mà một bà em ạ, em ông ấy, em bác Hào là Lê Thị Đen, và mà em út nó là Lê Văn Hảo. Là có ba anh em. Dạ vâng. Lê Văn Hảo. Anh là quê quán ở Thái Bình. Dạ. Thì anh em ra ngoài Hà Nội ở thì mỗi người một nơi, là bác ấy đi vào Sài Gòn năm 50. Xin nhờ tìm được, hoặc là bác ấy mất rồi, hoặc tìm con cái của bác ấy có được để xin anh giúp vợ cho. Tôi là Lê Công Hùng. Địa chỉ tôi là số phone tôi là 714. Dạ. 688 6680. 6680 phải không ạ? Dạ. Vâng, 6680. Nếu mà gặp được người bác ấy chắc là bác ấy chết rồi. Dạ. Mà hoặc là con cái bác còn sống thì cho gọi lại để anh em gặp nhau. Dạ vâng. Hàng bao nhiêu chục năm là hàng bao chục năm nay cũng gặp nhau. Dạ vâng, đúng hơn cả một thế kỷ, đứng nửa hơn thế kỷ rồi. Vâng. Vợ của bác Hào tên gì thưa anh? Đã gần 90 rồi. Dạ. Dạ. Mà ông chắc không biết còn sống hay không sống, tôi không để ý, nhưng mà tìm khắp nơi Sài Gòn cũng không đâu ạ. Dạ. Là 75 giải phóng là ông đi rồi. Dạ. Đi Mỹ hoặc đi đâu rồi. Dạ. Tôi muốn xin nhờ trên đài là tìm hộ. Dạ. Anh em con trai bác ấy. Dạ. Dạ thưa bác, vợ của bác Lê Văn Hào là tên gì, bác có biết không ạ? Tôi cũng nghe bố tôi nói về bà ông ấy, chỉ biết là ông là anh cả thôi, là Lê Văn Hào. Dạ, anh. Bố tôi là em út là Lê Văn Hào. Tức là Hào Hào là anh em. Họ là hết. Dạ. Tây Bình. Dạ vâng, rồi. Hai con trai của bác Hào chắc bác cũng không rõ tên họ phải không ạ? Không biết. Dạ. Vì năm 52 tôi chưa đẻ. Dạ. À, hiểu ông ấy. Con bác cái tên là gì đó. Dạ. Chỉ vâng. Bố tôi nói lại là cái năm 52 là ông gửi thư ra. Dạ, rồi. Nhưng mà đi từ Bắc là từ Nam ra ngoài Hà Nội. Nó đưa thư tay gia đình tôi là ông ấy đang có một cái ông đã cho người ta mướn 20 cái xe kéo tay. Dạ. Trong thời buổi ông kiếm tiền. Đấy, dạy thay thế. Và từ năm xong chiến tranh cho qua thì gia đình tôi tìm, không tìm được ông ấy nữa. Dạ. Tôi quay Sài Gòn năm cuối, sang năm qua 76 vào Sài Gòn đấy. Thì khắp Sài Gòn cũng đi ông đâu cả. Không biết là ông đi Mỹ hay đi đâu, thì tôi muốn nhờ đài tìm hộ tôi đấy. Dạ vâng.
Hy vọng là sau hơn nửa thế kỷ thì những người con cái hoặc cháu chắt của bác Lê Văn Hào sẽ tìm được người thân trong gia đình. Nếu như quý vị nào mà nghe trường hợp này và có quen thuộc hoặc là biết trường hợp này đó, xin mời quý vị hãy gọi giúp về cho ông Lê Quang Hùng 714-688-6680, đó là số phone của ông Hùng. Dạ vâng, Tuấn xin chào ông Hùng, hy vọng là ông sẽ có những cái cú phone Vâng, gọi thank you về very much. để Thank thông you. báo tin tức. Cảm ơn đại. Giúp đỡ. Thank Dạ vâng, xin chào ông Hùng ạ. Dạ vâng. Quý vị đang gọi vào chương trình Tìm Người Thân, anh Tuấn xin chào. Hello, anh Tuấn. Dạ vâng, chào cô, nghe giọng quen Cô quá. Jenny Dạ. nè. Anh Tuấn ơi, cô Jenny có đưa trường mục gửi cho Tuấn, anh Tuấn tìm giùm người thân đó, Dạ. mà lại là cái phone lại là đề lộn cái phone number. Mà cách đây À. 2 3 tuần rồi mà cô không có thời gian mà gọi anh Tuấn được. Bữa nay Dạ. cô mới canh anh Tuấn, cô gọi lại. Dạ. Dạ vâng, trường hợp của cô Jenny. Hello. Dạ, số ID của cô có nhớ là số bao nhiêu không ạ à, cô? Cô không nhớ anh Không nhớ Tuấn. cô hả? Cô Dạ. không có nhớ cái ID number của cô số mấy. Dạ vâng, không sao. Cô Jenny Nguyễn, quê Cần Thơ, 714-658-2588, tìm Đúng Kim. đúng rồi, nhưng mà của cô là 858 chứ không phải là 658. Dạ rồi, 858. Rồi, tuyệt vời. Dạ rồi, cháu đã sửa lại giúp cô. Dạ, nhanh gọn lẹ cô ha. Dạ, dạ rồi. Vâng, một cháu xin đọc lại trường hợp này của cô Jenny Nguyễn, cô quê ở Cần Thơ. Cô muốn tìm ông Thạch Kim Nhật, 75 tuổi, tức là cô nói là khoảng là tuổi tỵ đó. Lần cuối gặp đó là 40 năm trước, ngay đâu đó ở tiểu bang Oregon. Và cũng giống như là cô Mà ngày Jenny. xưa đào sanh 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 đẻ quê quán ở Vĩnh Bình, ở Việt Nam, ở Vĩnh Dạ, cô quán ở Vĩnh Bình. Cô cũng muốn tìm người anh ruột là Thạch Kim Cương, phải không ạ? Sinh sống Đúng. ở tiểu bang Texas và Bây làm giờ sanh sống ở social worker. Texas cho cô ông ta làm gì social worker. Dạ, đúng rồi. Sinh trưởng tất cả đều ở Vĩnh Bình, Việt Nam và hy vọng là những trường hợp và nếu như mà có con cái hoặc cháu chắt của bác Nhật cũng giống như là bác Kim Cương đó thì liên lạc với cô Jenny Nguyễn 714-858-2588. À, 858-2588. Dạ vâng, cảm ơn cô Jenny đã gọi vào để sửa Ồ, lại số cảm ơn phone anh của Tuấn cô. nhiều lắm nha. Dạ vâng, rồi chúc cô một ngày thứ năm an lành cô nha, sắp cuối tuần rồi Em đó. Dạ, chào cô. Cảm ơn cô. Đó là trường hợp của cô Jenny Nguyễn. À, quý vị có thể thấy là một chương trình hoàn toàn trực tiếp nên quý vị có thể gọi vào ngay từ bây giờ. Chúng tôi không có trả bất kỳ một lệ phí nào. Tại vì chúng tôi sử dụng những cái làn sóng của đài để mà truyền bá cũng giống như là để nhờ quý vị giúp đỡ. Nếu như quý vị khán thính giả nào đang nghe đài hoặc là nghe những cái trường hợp này mà thân quen, đó có thể là người nhà trong gia đình quý vị, bạn bè của quý vị hoặc người bạn của người bạn của quý vị chẳng hạn, nghe thấy xin hãy nhấc phone lên hoặc là ghi xuống những thông tin này. Gọi lại, tại vì quý vị mà giúp đỡ cho những trường hợp này tức là quý vị đang làm phước và phúc đức thì cao cả vô cùng, phải không ạ? Trên đường live chúng tôi cũng thấy được những quý vị khác đang gọi vào đài và xin được tiếp chuyện. Đây là chương trình Tìm Người Thân, anh Tuấn xin chào, hello. Chào chú. Dạ vâng, chào cô, xin cô cho biết quý danh cũng giống như trường hợp của cô muốn tìm ai? Chú ơi, tôi muốn tìm người bạn ở dưới lớp á. Dạ, tìm bạn. Rồi, người bạn của cô tên là gì thưa cô? Tên tình mới nãy nỉ gì quên. À, Tên là Triệu Thị Thiện. Triều Thị Thiện. Họ Triệu T Đà Nẵng á chú. Dạ, Triều Thị Thiện. Dạ rồi. Rồi, cô Triệu Thị Thiện. Cô phải không ạ? À? Cô hay là ông ạ? Cô chú. À? Dạ, cô rồi. Cô Triệu Thị Thiện sinh năm bao nhiêu và lý do vì sao mất liên lạc Bây cũng giống như thông giờ tin. nhỏ tuổi cỡ chừng sáu mấy tuổi giờ cô đoán, tại vì hồi đó cô không biết rõ nữa, Dạ. bạn chơi nha lâu nhưng mà cô không có biết rõ tuổi. Dạ rồi, cô cho cháu những cái thông tin chi tiết về cô Thiện cô nha. Những thông Hồi tin. hồi trước nó cô gia đình thì ở Tùng Nghĩa hồi chưa giải phóng á, Dạ. cái sau này người chị bảo lãnh qua rồi thấy rồi ở với lót á, Dạ. có người chị tên là Nương, Triệu Triệu thì Nương. Dạ. Hello. Dạ vâng, cháu đang nghe đây ạ à, và cháu đang ghi lại. Xin cô tiếp tục ạ. Là với người em tên là quên mất rồi, nói quên mất kêu. À. Dạ, không sao. Rồi, xin cô mời. Người chị thì tên Nương, còn cô ta thì tên Thiện. tên Thiện, mà ở Dạ. ngoài thì tên kêu tên là Bốn, Dạ, còn người chị cô. ở ngoài tên là Đoàn. Dạ, vâng.
Họ Triệu. Dạ rồi, coi có những thông tin nào khác nữa không cô? Có người em trai tâm thực, anh em đông lắm mà dì nhớ, dì nói đại khái vậy thôi. Dạ. Mà tại vì dì mất liên lạc, dì đi, dì dọn nhà qua đây, dì ở đó, dì ở Túc Son á. Dạ. Dì qua bên này mất liên lạc, tới giờ dì không có liên lạc được, dì muốn tìm cho biết á. Dạ vâng, chồng của cô Thiện tên là gì ạ? Và cô Thiện có bao nhiêu đứa con? Đó là những cái thông chồng tin nên có. Tạo, người, tại vì cô ta là người người Thổ. Dạ. Lấy chồng Tàu, Tàu Tùng Nghĩa đó chú. Dạ. Con, dạ, tên là gì ạ? Con cũng đông lắm mà dì không có rành. Dạ. À, xin cô cho biết chồng cô Thiện tên gì thưa cô? Cháu chưa nghe. Dì không biết tên, không tại biết tên, vì hả? Chồng của ta Tàu, mà Tàu Tùng Nghĩa đó, rồi ly dị rồi. Dạ rồi. À. Rồi, coi như cô còn có những thông tin nào khác nữa không để cháu ghi vào trong trường hợp này của cô? À, cô muốn tìm cho biết còn khỏe hay không vậy thôi chứ. Dạ, tại vì lâu quá cô mất liên lạc á. Dạ rồi, biết sức khỏe. Rồi sau này cô muốn tìm một người chị bà con nữa. Dạ rồi, người chị bà con như vậy thêm một người nữa phải không cô hả? Dạ hả, rồi xin cô tìm luôn để dạ, gián đoạn cái cô khó tìm á. Dạ đúng rồi, xin cô cho biết tên. Giờ nãy cô bấm mà cô bấm sao cái đài nói, thành ra cô nhờ con cháu nó bấm giùm á. Dạ rồi, bây giờ cô cho cháu biết cô tên. Muốn giờ qua một khác ha. Dạ rồi, dạ đúng. Cô tìm người chị bà con cô cậu, nhưng mà bây giờ muốn tìm cái con nhỏ con gái cho nó dễ. Dạ. Nó tên là Lê Hoa Ảnh. Con của chị con cô cậu phải không ạ? Dạ, cô cậu là tên gì ạ? À? Người con nó tên Lê gì? Lê Hoa Ảnh. Lê Quang Ảnh. Lê Hoa. Lê Hoa Ảnh. Dạ. Hoa Hoa đó. Dạ, Hoa. Dạ, rồi, xin cô tiếp tục. Lê Hoa Ảnh. Sinh năm bao nhiêu ạ? Còn nhỏ tuổi, ra cô không nhớ, cỡ bốn mấy tuổi, năm, về chắc 50 quá. Dạ, khoảng 50 tuổi. Có, dạ. Coi như là chỉ có ba đứa con, Ảnh, rồi Thu, rồi Thu Nguyệt. Nhưng mà bây giờ cô chỉ nói đại khái là hai chị em đó thôi. Dạ. Cô Ảnh với cô Nguyệt thì ở đây. Dạ. Dạ rồi, xin cô cho biết thêm những cái thông tin về trường hợp này thưa cô. Vì muốn biết để biết bà chị có khỏe hay không. Bây giờ bà cũng hơn 80 rồi. Dạ. Mà bà thì tên là Nguyễn Thị Kim Huệ. Hồi trước ở Dưỡng Lão, ở dì nhớ là ở Westminster, mà bây giờ dì cũng không biết ở đâu nữa. Dạ. Dạ rồi, như vậy khá là đầy đủ cô hả? Dạ rồi, bây giờ cho Tuấn xin quý danh của cô thưa cô, và cũng như số phone cô gọi ra. Ngô Hoàng Yến. Dạ. Mà ở ngoài thì gọi tên là Bảy. Dạ cô Bảy, rồi thứ Bảy. Số phone của cô Bảy là gì cô Bảy ơi? Cô tên sao? Dạ số phone của cô Bảy là gì? Đúng cô ạ. Dạ 714. 714, dạ rồi. 898. Dạ 898. Dạ 898. Dạ 0164. 0164. Dạ rồi, hy vọng là với hai trường hợp này cô sẽ nhận được những tin tức của những người mà biết trường hợp này của cô gọi về cho cô với số phone mà cô đã đưa cho chúng cháu cô nha. Dạ rồi. Tại vì cũng ở gần đây thôi, nhưng mà cô, tại vì cô mất liên lạc đó. Dạ. Ra cô không biết ở đâu. Dạ, cũng quanh quanh đây thôi đó. Nếu như quý vị nào ở quanh quanh đây thôi nghe được cái con Lê Hoa Ảnh này thì có cái tiệm giặt ủi ở dưới biển, biển Long Bích mà cô không biết ở chỗ nào. Giờ cô, tại vì cô đi rồi đó, bây giờ cô cũng là 11 năm rồi, giờ cô quên mất tiêu, cô không biết ở đâu nữa. Dạ rồi. Rồi, cháu xin cảm ơn cô Yến, cô Bảy nha. Cảm ơn chú Tấn. Dạ, chào cô. Chào cô. Dạ. Vâng, đó là những trường hợp mà quý vị đã gọi vào cho chúng tôi. Sau ít phút quảng cáo thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với những trường hợp và chúng tôi cũng sẽ mở đường line như vậy để quý vị có thể gọi vào.